Em Thanh Mai xin mến chào tất cả các bác yêu mến Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Ngày hôm nay Thanh Mai có một vài đơn quế rất là đẹp. Cái này thì hàng trên rừng về và mình để cho nó cây nó khỏe rồi, nó tươi rồi, các bác nó hồi hồi những cái lá rồi ấy. Đấy, nó hồi hết lên rồi, nó cứng rồi và nó ra rễ rồi. Đấy, nó ra rễ rồi thì mới gửi đi cho các bác đây. Các bác về các bác tập chơi nhá. Đây này. Đấy. Thì là khi dừng về là mẹ để hồi hết rồi, hồi hết rồi nhá. Đấy, thế này đảm bảo như này rồi gửi cho các bác. Các bác nhìn gồng hoa siêu dài luôn. Gồng hoa này. Đấy. Cả nhà nhá. Đấy thì các bác chọn theo mã nhá, đặc sản quế trắng, quế lan hương, quế tháng 8 và những cây rất tiềm năng các bác này, những cái bẹ của nó rất là tiềm năng. Và em gái còn hai đơn hoàng nhạn các bác nhé, hoa sổ số nhận rừng cây đã thuần. Các bác lên giúp em gái là số 1 này. Có hai mã nhé, mã đầu tiên là 10 cây này. 10 cây này các bác đẹp này. Đấy. Có một số cây nó hơi lỗi thôi. Đấy còn đâu là đẹp hết này, đây này, nó lỗi tí này. Tẹo tẹo thôi ạ. Đấy 10 cây này em gái lên là 320 nhá, 10 cây nhạn to này là 320 này. Đấy 10 cây nhạn to này là 320. Đẹp quá các bác này. 10 cây nhá. 10 cây này 320. 250 cho 10 cây bên này ạ. Rất là đẹp. Các bác lấy cái nào thì lấy nhá. Đấy đấy là nhạn. Rồi bây giờ em gái đi vào đặc sản quế các nhá. Các bác lên cho em là mã số 60. Rất tiềm năng các bác này. Cây này thì nụ đây, nụ đang lên các nhá. Rất tiềm năng, bẻ chân rết này. To này. Các bác này đẹp cực kỳ luôn. Các bác nhìn cái bẹ nó này. Đấy, cái bẹ của nó này. Rất to nhá, lá xếp đẹp. Đấy, bộ rễ này. Các bác nghe về xong nó còn đẻ con ở đây nữa này. Nó còn đẻ con đây luôn ý. Đây ạ, à, đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. Đấy. Bảy lá gì đấy. Nói chung là cây rất là cao, đẹp. Lá xếp đẹp, bẹ to. Mã số 60 thì mai lên là 250. Mã số 60 là 250. Rồi em gái lên mã số 61. Hai ngọn các bác nhé. Ấy đẹp không các bác này. Vòi hoa này. Vòi hoa thẳng tắp luôn. Đẹp quá các bác này. Đó, cái mẹ của nó kìa. Y như con rắn hổ mang. Đấy, mã số 61. Các bác nhé, đẹp không này. Đấy, vòi hoa này. Và hoa hướng lên này. Dòng này sai là hoa lắm các bác nhà mình ạ. Này mai các bác mà nuôi những cây thuần ấy nha, một bẹ của nó nha. Nghĩa là các bác nhà mình nha, một cái lách này nó toàn cho hai hoa thôi. Cái dòng này nó siêng hoa lắm. Chứ em bán những cái giò to nhìn đã lắm. Mà hoa trắng muốt đẹp lắm. Đây ạ, lách nó cho hai hoa cái bẹ của nó này. Đấy và quế thì những cái năm mà như năm nay mà nó những cái lách nó không cho hoa nhá, khi cây khỏe nhá thì nó sẽ cho hết, kể cả những cái lách dưới này nó vẫn cho. Mã số 61 là 500, hai ngọn các nhá. Rồi mai lên mã số 62. Đấy, mã số 62, cái này một cành cong của nó này. Cái gốc của nó trong là có một con này. Đấy những cái thân mà em đang cầm đây nhá, các bác nhìn mình nhá. Đây là để tự nhiên nhá. Các bác mà vẩy một tí di xanh vào, ôi trời ơi, con nó ra đầy luôn ý. Con nó ra nhiều mà các bác chăm tốt nhá. Ôi dồi ôi, đẹp lắm. Các bác tưởng tượng nhá, các bác để nhiều phân vào. Cứ nhất lước nhì phân giúp em gái nhá, kể cả lan vậy. Đây ạ. Mà các bác mà ghép được tự nhiên cái kiểu ăn bám ý. Lan nó rất thích ăn bám. Các bác ghép lên cây sống ý. Nhà bác nào mà có nhiều cây sống ở trong vườn ý, đẹp lắm. Ghép lên cây sống, ôi dồi ôi, chả phải chăm gì các bác như mình ạ. Đấy đẹp không, có hai cái nụ nhá, nụ vẫn còn nhỏ, nụ của nó tím tím rất là đẹp. Thân này về. Mã số 62 quá rẻ luôn các bác này, 300k nhá. Đấy mua mẹ một con. Quá đẹp luôn, lâu lâu mới có mới ít đặc sản như này thôi. Chắc cũng không có nữa đâu các bác ạ. Cái này tính là để nuôi xong lại bán đấy. Bởi vì là em để cho nó hồi rồi ra rễ rồi mà. Đẹp lắm, mã số 62 300. Rồi em gái lên mã số 63, hàng nhà em tất cả là chưa có phí ship các bác nhìn nhá. Cả chưa có phí ship. Mã số 63 cái này được 6 nụ cơ. Các bác nhìn mình ạ. Thì ba ngọn này. Một bẹ của nó này, một cái bẹ của nó này. Dã man luôn. 6 cái nụ cơ các bác này. Đó. Đây, nụ này. Nụ này.
Đấy, nụ các nhé, 6 cái nụ. Các bác để hôm nào một bông nó nở thôi thơm lắm. Cái này là nguyên bản từ rừng về, nhưng mà em cũng đã để cho nó lẩy rễ rồi. Cây khỏe rồi, no nước rồi các nhé. Để trong vườn rất là lâu rồi, no nước rồi. Lá nó hồi hết rồi chứ không phải như hàng rừng mới về. Lá nó hồi hết rồi, các bác về rất là dễ chăm nhá, chứ không phải cái hàng mà trên rừng về nó héo héo đâu. Đấy. Giá rất là yêu thương, mã số 63. Ôi đẹp quá các bác này. Mã số 63. Em gái lên là 690. 690k ba ngọn một con các nhá. 690. Về các bác đặt vào một cái đấy, tùy theo các bác thiết kế thẩm mỹ sao cho nó đẹp các nhá. Đẹp lắm. Rồi em lên mã số 64. Để thêm một em này về các bác ghép mẹ con nhá. Một nụ này. Đấy, cái dòng này, cái bẹ của nó các bác nhìn rất to nhá. Ôi cái vòi hoa của nó. Ít nữa mấy hôm nữa cái bông này nó nở thơm lắm các bác mình ạ. Thơm lắm. Đây này. Mã số 64 là 350. Các bác về lên mẹ con rất đẹp. 650 cả nhà mình nhá. Ôi cái bẹ của nó kìa. 650k. Đấy, cho mã số 64 các bác mình nhá. 64 đây các nhá, cây này ra ấy, mã số 64 6350 ạ. Quá rẻ quá đẹp. Mã số 65, cái này còn rẻ nữa này các bác này. Đây ạ, cây mai lên rất là rẻ. 65 290k. Cái gốc này các bác cho ra con tụ tủa luôn. 290k nhé, hai ngọn, hai nụ. Để các bác vừa được ngắm hoa, đấy, vừa có clan chơi. 65, 290. Thôi, em gái lên mã số 66. Đẹp quá này. Ba nụ nhá. Đấy, 66, 300. Các bác nhìn nhá, 300. Về lên một cặp. Rồi, mã số 67. Đặc sản các bác này. 67 đặc sản. Ủa ôi cái vòi hoa này. Vòi hoa này 60 phân. Đấy. 67 các bác nhỉ. Đẹp quá này. Khiếp cái cổ của nó này. Các bác nhìn này. Ôi đều tay em to lắm đấy. Kinh khủng. Đây ạ. 67 là 250 các bác nhé. 250. Các bác có thể gộp nhiều đơn vào. Rồi mã số 68. Ui rồi ôi cái vòi hoa. 68. Cái dòng này nó là dòng lá xếp cổ rụt, lá ngắn nhưng mà vòi hoa lại dài các bác nhé. Thế là mình phê. Đấy, xếp cổ rụt lá ngắn nhưng mà vòi hoa rất là dài. Đẹp lắm. Mã số 68. Đấy, các bác nhìn mình nhé. 68 xếp chân rết này. Ui giời. 68 các bác nhé. Các bác còn kích được con trên này nữa này. Tùy thôi. Các bác biết chăm thì nó đẹp lắm. 68 các bác lên giúp Thanh Mai là 600. Đấy. Các bác vào mua hoa lan hộ em gái liên hệ là 0372 094 157. Các bác với mình nhá. Đấy, em gái ship mọi miền Tổ quốc và ship nhanh. Hàng đến nơi thì các bác vui lòng cung cấp cho em gái địa chỉ, số nhà đầy đủ rõ ràng. Để nhiều khi tránh trường hợp điện các bác không nghe máy thì có số nhà thì các bác cứ mang đến tận nơi. Các bạn ấy mang đến tận nơi nhé. Đấy chứ không nghe máy hoặc là như này như nọ rất là phiền, đến lúc sau là không giao được. Bạn đi chỗ khác lại hẹn ngày hôm sau, rồi các bác lại trách móc em, khó lắm. Đấy em cũng lại phụ thuộc vào ship ấy, cho nên là các bác để ý giúp em gái á. Chứ em cũng chả biết các bạn ấy giao giờ nào. Thì cứ chung chung như các bác miền Bắc thì hôm nay gửi thì có khoảng 80% là ngày mai giao, 20% còn lại là ngày hôm sau các bác nhá. Đấy, còn miền Nam thì cứ 2-3 ngày các bác nhá. Đấy thì các bác vui lòng để ý máy nhé. Em gái xin kính chào và hẹn gặp lại.